Lần đầu tiên sau 8 năm, chúng ta mới là để thua Indonesia. Nói là một ngày đen tối của bóng đá Việt Nam thì hơi quá, nhưng khi nhìn cột mốc đáng buồn này, người ta không khỏi nhói lòng. Đỉnh điểm của cơn bão chỉ trích lập tức nhắm về phía Philippe Troussier. Nhiều người thậm chí quả quyết nên sa thải huấn luyện viên người Pháp ngay bây giờ để thay đổi tình hình. Trước trận đấu quan trọng, Troussier đã nói rằng đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á, nhưng cuối cùng đã chẳng có lời khẳng định nào cả. Đối lại là một màn trình diễn vô cùng bế tắc, bạc nhược, để rồi phải nhận kết cục là sớm bị loại khỏi Asian Cup và là đội tuyển đầu tiên. Chưa đầy 2 tháng nữa, Việt Nam sẽ lại có liên tiếp 2 trận tái ngộ Indonesia ở lượt trận đi và về vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu đề ra ban đầu của VFF là ít nhất lọt vào vòng loại thứ 3. Trong đó, 2 trận đấu quyết định với Indonesia được coi là bản lề cho tấm vé đi tiếp. Nếu như Việt Nam vẫn ngậm trái đắng như nốt buồn tại Asian Cup, nhiều nguồn tin cho rằng Philippe Troussier sẽ không thể giữ được chiếc ghế của mình. Rất nhiều cầu thủ khác đã có được tên tuổi, đang ở độ chính của sự nghiệp cũng không được ngó ngàng dưới thời huấn luyện viên Troussier. Nhìn những cầu thủ đã làm rạng danh bóng đá Việt Nam là những niềm kiêu hãnh của chúng ta bây giờ bị cho ra rìa, tôi sốc lắm. Đó là những lời tâm sự của Bầu Đức nhắm đến huấn luyện viên người Pháp. Hãy nhìn cách các cầu thủ Indonesia đổ gục xuống sân cầu nguyện, ăn mừng trong nước mắt, ta có thể hiểu được chiến thắng này mang ý nghĩa to lớn như thế nào với bóng đá xứ sở vạn đảo. Nhìn một cách rộng hơn, đây chẳng khác nào một lời khẳng định của người Indo rằng họ đang tiến bộ rất mạnh mẽ để vươn lên một đẳng cấp tầm châu lục, như chính lời chia sẻ của huấn luyện viên Troussier. Indonesia giờ đây đã khác so với chính họ, so với đội tuyển mà chúng tôi đã gặp tại AFF Cup hay SEA Games. Đúng vậy, đó là lần đầu tiên Việt Nam bị Indonesia chơi áp đảo hoàn toàn và gần như bị bóp nghẹt trong suốt nhiều năm gần đây. Bạn có còn nhớ hay đã quên, lần cuối cùng chúng ta để thua trước người Indo là khi Hữu Thắng còn dẫn dắt, người được xem là một trong những huấn luyện viên có thành tích tệ nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Khi đối thủ tiến bộ thì dường như chúng ta đang bị bắt kịp, thậm chí có phần thụt lùi. Thời điểm bổ nhiệm Philippe Troussier ngồi vào ghế nóng thay cho Paul Hanser, VFF chắc chắn đã định hướng ra đi đường dài. Bởi lẽ triết lý và phong cách làm việc của huấn luyện viên với biệt danh phù thủy trắng được cho phù hợp với chiến lược dài hơi, mà cụ thể đây là World Cup 2026. Ngay từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Troussier lập tức hướng đến đội tuyển và U23 với một lối chơi hiện đại, đề cao tính kiểm soát và phát triển tuần tự từ phần sân nhà. Bộ khung trụ cột xuống phong độ, một vài người không phù hợp với triết lý cuối thời Paul Hanser đã dần dần được tháo dỡ. Ngay sau thất bại trước Indonesia, Bầu Đức đã bày tỏ sự bất bình về điều này. Sau khi huấn luyện viên Park chia tay, những huấn luyện viên khác có thể kế thừa di sản mà ông ấy để lại. Đằng này, Troussier phủ nhận hết lịch sử thì khó có thể nào thành công được. Hoàng Đức là một cầu thủ tài năng nhưng không được tham dự chiến dịch này vì chấn thương. Đó là điều tôi rất tiếc. Tuy nhiên, ở các đợt tập trung trước đó, Troussier cũng không thích sử dụng Hoàng Đức. Trận đấu vừa qua với Indonesia cũng vậy. Hùng Dũng, Văn Toàn, Văn Thanh giàu kinh nghiệm cũng chỉ ngồi dự bị. Philippe Troussier có cách dùng người của riêng ông. Chủ đạo là ưa thích làm việc với dàn cầu thủ trẻ, những người vốn nhận thức tốt hơn các tư tưởng mới và cũng dễ nghe, dễ bảo. Trong nhiều phát biểu, Troussier không dưới một lần cho rằng lối chơi phòng ngự bị động dưới triều đại của Paul Hanser sẽ kìm hãm bóng đá Việt Nam. Điều đó có thể giúp cho chúng ta có thành tích nhanh chóng, bằng chứng là những chiếc vô địch như AFF Cup, SEA Games, rồi tiến sâu ở đấu trường châu lục. Và rồi sau nữa, chúng ta để thua toàn diện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với lối chơi tử thủ của Park Bowl. Nhưng người ta thường hay kháo nhau bao đời nay, muốn mơ lớn thì phải chơi lớn. Trận thua bạc nhược trước người Indo khiến người ta nhanh chóng quên đi đoàn quân trẻ của Troussier đã chơi ấn tượng như thế nào trước Nhật Bản. Tự tin cầm bóng, tổ chức tấn công theo bài bản, rồi phòng ngự cực kỳ chủ động. Có thời điểm, chúng ta còn khiến cho đội tuyển Nhật Bản bị bối rối. Đó là thứ bóng đá của ngày nay, dù rằng thực sự các cầu thủ Việt Nam chỉ duy trì được cường độ này trong khoảng chừng 60 phút. Paul Hanser đã lựa chọn một lối chơi phù hợp với thể trạng của con người Việt, ít tốn sức, đem lại hiệu quả nhanh. Khi thành tích vẫn cứ đến, ta lại vẫn tiếp tục giữ nguyên cách chơi đó trong nhiều năm nữa, dù vốn đã là thứ bóng đá lạc hậu cả chục năm qua. Đó là lúc câu hỏi được đặt ra, Việt Nam sẽ cứ mãi chơi như vậy sao? Cứ mãi hài lòng với những chiếc vô địch trong khuôn khổ Đông Nam Á? Hay tốt hơn nữa là vài lần chạm ngưỡng cửa tứ kết của châu lục? Philippe Troussier thì khác. Ở tuổi 70, huấn luyện viên người Pháp vẫn chọn cưỡi lên lưng hổ để làm một cuộc cách mạng. Mà đã là cách mạng thì phải có thắng, đặc biệt là có thua, thậm chí là thua nhiều nữa, để từng trận thua là những bài học quý giá. Sau trận đấu,
Matuze đã không ngần ngại chỉ ra vấn đề nhức nhối của chất lượng cầu thủ Việt Nam. Hiện tại, đội chỉ mới duy trì được cường độ chơi 60-70 phút, cuối trận sẽ bị đuổi. Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ rất cao, khi không có bóng cũng phải di chuyển liên tục, nên mỗi trận đấu, một cầu thủ sẽ phải chạy trung bình từ 8 cho đến hơn 10 km. Để thúc đẩy cầu thủ thì giải quốc nội cũng cần phải được cải thiện, vì tất cả cầu thủ đều đang chơi trong nước. Philippe Truze muốn Việt Nam chơi thứ bóng đá hiện đại, giàu năng lượng và chủ động, nhưng dường như các cầu thủ của ông chưa thể đáp ứng kịp để thích nghi. Đó là lúc mà thời gian sẽ lên tiếng trả lời. Chưa thể đáp ứng, chứ không phải là không thể. Như đã từng đề cập, đây là một cuộc chiến dài hơi và trước mắt, người hâm mộ có lẽ cũng nên tập dần quen với cảnh thành tích nghèo nàn. Thật phũ phàng nhưng phải thừa nhận rằng, lứa thế hệ vàng của Pohanser đã qua đi. Họ đã đạt ngưỡng, giờ là lúc một người làm cách mạng như Philippe Truze sẵn tay áo lên và bắt đầu một công cuộc cải thiết. Chúng ta không thể sống mãi trong những giấc mơ của quá khứ. Hãy nhìn sang Thái Lan, họ sở hữu một giải quốc nội rất bài bản, học tập theo mô hình chuẩn Premier League. Họ có những sân bóng với mặt cỏ đạt chuẩn FIFA. Người Thái Lan cũng có chính sách xuất ngoại hướng đến những nền bóng đá tiên tiến hơn và cũng vừa vặn để những cầu thủ của mình phát triển như J-League hay K-League. Người Indo thì khác, họ không tập trung vào phát triển giải quốc nội mà lại đẩy mạnh chính sách nhập tịch cho đội tuyển quốc gia. Kết quả huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có những quân bài ưng ý nhất, chất lượng nhất, để rồi chỉ sau hơn một năm, kỹ thuật của 11 cầu thủ đá chính hôm qua đã ăn đứt gần như toàn bộ đội hình Việt Nam. Còn Việt Nam thì sao? Sau một thất bại, huấn luyện viên luôn là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, nhưng đó cũng chỉ là một phần của cuộc chơi. Nên nhớ, đại diện của một nền bóng đá là giải vô địch quốc gia, chứ không phải đội tuyển quốc gia. Chất lượng của V-League ra sao thì ai cũng rõ. Một nền bóng đá làm sao có thể phát triển bền vững nếu các đội bóng đều chuộng lối chơi mà người ta hay gọi là cứ phất già lên cho tay nó chạy. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những đội bóng chơi bài bản như Hà Nội, như Thanh Hóa của huấn luyện viên Popov. Chẳng phải ngẫu nhiên sinh ra cái gọi là chu kỳ 10 năm mới vô địch AFF Cup vẫn vào bóng đá Việt Nam. Cách làm bóng đá của chúng ta sặc mùi cầu mây. Chỉ khi một lứa cầu thủ hay được sản sinh ra cùng lúc thì vinh quang mới đến. Dẫu sao, thất bại là thất bại. Chỉ trích thậm tệ hơn cũng không thể giúp chúng ta có được 3 điểm trước Indo. Thất bại này khiến chúng ta bị loại sớm khỏi Asian Cup, thậm chí là đội tuyển bị loại sớm nhất. Những lúc chạm đáy tuyệt vọng như thế này, đội tuyển Việt Nam rất cần sự đồng hành và ủng hộ của người hâm mộ. Thay vì những lời bới móc thậm tệ, chỉ khiến cho tình hình thêm nghiêm trọng. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, người ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơm rớm của Việt Anh cùng với câu nói: "Sau trận này, tôi mong người hâm mộ vẫn tiếp tục đồng hành với đội tuyển cũng như anh em cầu thủ và ban huấn luyện. Hãy tin rằng đội tuyển sẽ có một bộ mặt khác, cải thiện hơn và hướng đến thành tích tốt hơn. Nếu không bên nhau lúc khó khăn, thì đừng gặp lại nhau lúc giàu sang."